cơ quan lấy, mình xin cái thẻ nhà báo bản bản gốc. Không luôn, không luôn. Hồi sáng có VTV, VTV, HTV đây đều quên thẻ phải chạy rồi. Ừ, phải có thẻ nhà báo sống vậy nè. Lấy hệ toàn tỉnh Bến Tre luôn á, dài lắm á. Vô Google coi, quay thêm tí tí đi anh Quang. Chị phó chủ tịch nha, cả nhà báo chí ơi, chị phó chủ tịch nha. À, mọi cái công tác để hỗ trợ cho bà con trong cái vùng này để cùng với lại thành phố. À, chính quyền mình nói là hợp lý nhất, còn cái xử lý thì để HCDC hả chị ha. Rồi. Hỗ trợ cho bà con. Từ từ. Review xem bán mấy cô đó bán bánh canh hả?